2018, thị trường châu Âu của Top Ten đã vô cùng thành công với hàng loạt series booking tour châu Âu, số lượng đạt trên 2.000 khách, tăng cường hợp tác cùng các hãng hàng không 5 sao hàng đầu như Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkey Airlines, Vietnam Airlines. Những tuyến mới luôn được Top Ten đánh mạnh, xen kẽ các tuyến truyền thống. Hành trình Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Vatican, tour 5 nước, Pháp, Luxembourg, Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Luxembourg, Đức, Thụy Sĩ, tuyến Đông Âu, Đức, Áo, Hungary, Séc, Đức. Cũng năm 2018, Top Ten Travel rất vinh dự là đơn vị tổ chức cho các doanh nghiệp, trường học. Nổi bật là đoàn gần 100 khách trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Toàn cầu được tổ chức thành công tại thủ đô Paris của Pháp vào tháng 10 năm 2018. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, xử lý các tình huống khó về visa cho khách hàng, Top Ten Travel hiện đang là một trong những công ty du lịch chuyên về thị trường châu Âu và tạo được tiếng vang ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên cả nước nói chung. Đây chính là kết quả và là động lực để Top Ten có thể là đơn vị hàng đầu giúp khách hàng có thể yên tâm khi có kế hoạch đi châu Âu. Thị trường khó làm tour nhất vì tính đặc biệt của việc xin visa, đó chính là tour Mỹ và Canada. Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, Top Ten Travel và Việt Mỹ Tourist đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra đạt 1.500 khách đi Mỹ và Canada. Bên cạnh đó, Việt Mỹ Tourist kết hợp với Hong Kong Airlines tổ chức thành công đoàn fan Mỹ đi San Francisco, Las Vegas, Los Angeles và fan Canada tham quan Vancouver, Victoria. Tiên phong trong thị trường khó, nhưng Việt Mỹ Tourist vẫn đảm bảo 100% cam kết khởi hành đúng ngày, tạo niềm tin vững chắc cho toàn bộ hệ thống đại lý yên tâm hợp tác. Với mục tiêu 2019 đạt 2.000 khách, Việt Mỹ Tourist và Top Ten Travel hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý đối tác và khách hàng. Nhộn nhịp không kém chính là thị trường Nhật Bản, Úc và Dubai, với 10-15 đoàn trên một tháng. Phòng A34 của Top Ten Travel đang chinh phục thị trường khó tính này với doanh số vượt 300% so với năm 2017 dành cho thị trường Nhật Bản. Số lượng đạt mốc 2.000 khách trên một năm. Chính vì lịch khởi hành ổn định đã lên lịch là chắc chắn khởi hành, các tuyến mới được khai thác liên tục với những mức giá vô cùng hấp dẫn. Khai thác tuyến điểm theo mùa là một lợi thế nổi bật của Top Ten. May mắn hơn, được sự yêu thương của các anh em làm du lịch ở miền Trung, Top Ten Travel đã tổ chức thành công series Nhật Bản khởi hành cả ở Sài Gòn và Đà Nẵng. Tuy không phải là thị trường khó tính, nhưng là thị trường có chiếc visa được liệt kê vào hàng khó nhất. Tour Úc lại là thế mạnh của Top Ten Travel, với số lượng gần 600 khách lẻ và khách đoàn đến Úc trong năm 2018, cho thấy sự phát triển ngày càng mạnh hơn nữa là sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ cao cấp của khách hàng đối với Top Ten. Đây là xứ sở của các chú chuột túi xinh đẹp, cảnh vật thiên nhiên phong phú đa dạng. Úc vẫn là một trong những dòng tour được quý khách hàng săn đón nhất, với Mono Sydney, Sydney Melbourne, Canberra. Tour khởi hành đều đặn liên tục, ít nhất từ 2 đến 3 đoàn trong một tháng. Nhắc đến Dubai, du khách sẽ nghĩ ngay về sự giàu có của nơi này. Cứ đều đặn một tháng khoảng 2 đoàn, Top Ten đưa quý du khách đến với đất nước Dubai, Abu Dhabi, nơi có những tòa nhà cao trọc trời, khu chợ vàng, được thấy khách sạn 7-8 sao của thế giới. Được thử cảm giác mạnh trên sa mạc, ăn bánh phủ vàng, Dubai vẫn là một trong những thị trường vô cùng tiềm năng mà Top sẽ khai thác trong năm tới. Thực sự phải nói, con số đáng tự hào hơn thuộc về thị trường Hàn Quốc. Kết thúc năm 2018, với gần 8.000 lượt khách,
Top Ten đã nghiễm nhiên đứng vào vị trí thứ 3 trên toàn thị trường miền Nam, theo thống kê công bố của lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Và một lần nữa, Top Ten Travel được xướng danh vào top 10 công ty du lịch góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc năm 2018. Ngoài 12 đến 20 đoàn gom khách lẻ, chúng tôi còn vô cùng tự hào và gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đối tác yêu thương ủng hộ, nổi bật là các đơn vị Vinamilk, Manulife, Fujifilm, Decom Express, PT Studio, BBQ Chicken. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực trong năm 2019 để triển khai mạnh hơn các tuyến điểm mới lạ như Seoul, Jeju và Busan. Người xưa thường nói, ăn theo thuở, ở theo thời. Nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, phong phú. Vì vậy, phòng visa của công ty Top Ten Travel lại càng bận rộn hơn trong năm 2018. Là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin visa các nước cho du khách, phòng visa tự hào về khả năng xử lý hồ sơ nhanh chóng và tối ưu nhất. Đến với chúng tôi, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng bởi chất lượng phục vụ, được tư vấn kỹ lưỡng và đưa ra những giải pháp thích hợp nhất, giảm bớt tối ưu các thủ tục rắc rối, phức tạp cũng như thời gian chi phí. Dù tập trung phát triển ở các thị trường cao cấp, đường dài, Top Ten vẫn không bỏ bê những thị trường gạo cội và giúp thương hiệu Top Ten vươn lên trong những năm đầu lập nghiệp. Phòng du lịch Outbound 2 chuyên phụ trách về các tour Singapore, Malaysia, tour ba nước Sinh, Mã, Indo hay thị trường hot nhất năm 2018, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Chương Gia Giới, đặc biệt hơn là Philippines. Thành tích đáng kể nhất phải nói đến đoàn 200 khách tổ chức hội nghị tại Philippines trong tháng 11 năm 2018. Như vậy, với tuyến đường đa dạng, Outbound 2 của Top Ten Travel đã phục vụ được 7.200 lượt khách trong năm 2018, nâng cao thị phần của Top Ten trên thị trường và dĩ nhiên, thương hiệu của Top Ten cũng ngày càng được khẳng định. Thái Lan và Campuchia, đây vốn là hai thị trường chủ lực của Top Ten trong những năm đầu làm nên thương hiệu Top Ten Travel. Và đến nay, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Mỗi tháng, với số lượng booking từ 20 đến 25 đoàn, Top Ten luôn mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng về sản phẩm du lịch. Bangkok, Pattaya, với những ngày mua sắm thả ga tại trung tâm thời trang Central Park. Hoặc đối với những vị khách muốn đến Thái để hưởng thụ cảm giác thôn dã đồng quê, thì đến với tour Chiang Mai, Chiang Rai, không khí thanh bình, yên ả. Cùng bạn bè sống ảo tại thiên đường biển đảo Phuket, Top Ten Travel luôn đáp ứng được hết những yêu cầu của khách du lịch để có một tour giá cạnh tranh và chất lượng phù hợp. Vì thế, trong năm vừa qua, Top Ten đã đưa được 6.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến Thái Lan, con số của sự cố gắng nỗ lực hết mình. Mục tiêu năm 2019, lượng khách lên tới 7.000, 8.000 với những series booking vé lẻ khởi hành hàng ngày sẵn có. Con số này sẽ không dừng lại tại đây mà ngày càng phát triển hơn nữa, sẽ là cầu nối cho khách du lịch Việt Nam, cầu nối cho các đơn vị đã và đang liên kết với Top Ten Travel. Đến với xứ sở Chùa Vàng, xứ sở của những nụ cười thân thiện, là thiên đường của bạn bè khắp năm châu. Đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm hiểu về môi trường sống. Nếu quý khách hàng và đại lý thật sự có nhu cầu định cư, thì hãy hoàn toàn yên tâm với vòng tròn khép kín mà Top Ten Travel Group đã tạo ra. Top Ten Immigration hiện đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường định cư tại Việt Nam, một thị trường nhiều biến động mấy năm vừa qua. Chúng tôi ngày càng được khách hàng biết đến với sự tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp và đầy uy tín. Những yếu tố cực kỳ quan trọng đặc biệt trong dịch vụ tư vấn định cư. Các đối tác uy tín trong nước luôn tín nhiệm và chọn Top Ten Immigration với lý do rất đơn giản là chúng tôi chuyên nghiệp và trung thực. Tỷ lệ đậu visa diện vợ chồng Úc Mỹ gần 100% và khách hàng luôn luôn được miễn phỏng vấn. Càng ngày, đội ngũ tư vấn team vợ chồng càng được quý khách hàng tin tưởng hơn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng đi định cư diện vợ chồng. Riêng phân khúc đầu tư định cư có thẻ xanh và quốc tịch sang các nước Antigua, Úc, Cộng hòa Síp, Cộng hòa Malta và Mỹ, chúng tôi đang mang lại nhiều niềm vui qua nhiều thành công cho quý khách hàng và được các đối tác là các hãng luật hàng đầu và các công ty bạn tin tưởng.
Năm 2019, chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho quý khách hàng quan tâm đến các chương trình định cư. Đi một vòng lớn quanh thế giới rồi, vậy còn thị trường nội địa thì sao? Bên cạnh thị trường quốc tế, visa, du lịch nội địa cũng có sự bứt phá không kém. Với phương châm trao niềm tin, gửi thành công, Top Ten Travel luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trên mọi tuyến đường. Về khách lẻ khởi hành cố định hàng tuần, Top Ten có đầy đủ các tour tuyến tham quan trải từ Bắc chí Nam, Bắc Trung Nam, Ninh Bình, Hà Nội, Hạ Long, Sapa, Phong Nha, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt với giá tour rẻ nhất và chất lượng tốt nhất. Với khách đoàn, Top Ten không chỉ dừng lại với những đoàn hàng trăm khách trên tour mà còn những đoàn lên tới con số hàng ngàn khách. Hãy dừng lại một khoảng thời gian bận rộn của bạn và làm một vài điều có ý nghĩa. Nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều khác tốt đẹp hơn. Đó là câu châm ngôn mà Top Ten Travel luôn nghĩ đến. Ngoài những thời gian miệt mài bên các dòng tour phục vụ khách hàng, đội ngũ nhân viên trẻ chúng tôi cũng đã dành thời gian cho những chương trình từ thiện. Nổi bật trong năm 2018 vừa qua, Top Ten Travel đã có nhiều chuyến đi từ thiện nhằm mang lại niềm vui trên khắp nẻo đường đất Việt. Chuyến đi Ninh Thuận dịp 2 tháng 9 vừa qua đã mang đến những nụ cười cho trẻ em vùng khó khăn nơi ấy. Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, những suất học bổng, những phần quà, nhu yếu phẩm. Tuy ít thôi nhưng cũng đủ làm ấm lòng người dân nơi đấy. Công tác quyên góp ủng hộ đợt bão ở Nha Trang vừa qua cũng đã giúp ích phần nào cho người dân gặp khó khăn nơi tâm bão. Và còn nhiều đợt từ thiện khác nữa. Qua những chuyến từ thiện đó, chúng tôi cảm thấy mình khá may mắn và có thêm động lực trong cuộc sống để không ngừng cố gắng phấn đấu mỗi ngày. Với đội ngũ nhân viên trẻ, tính sáng tạo và mang lại hiệu quả cao, điều này đã chứng minh cho công ty có đội ngũ đào tạo chuyên nghiệp, những khóa đào tạo nghiệp vụ, những buổi training kỹ năng, tâm lý khách hàng đã mang lại những bài học quý báu cho lớp thế hệ nhân viên. Nhân đây, cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã có những chính sách đào tạo tốt, giúp nhân viên phát triển tối đa, toàn diện, sống và làm việc có ý nghĩa, góp phần tạo ra sản phẩm tốt, mang lại niềm tin cho khách hàng. Nhằm quảng bá thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm chất lượng đến cho khách hàng, Top Ten Travel đã tham gia các hội thảo, hội chợ về du lịch nhằm giới thiệu cho quý đối tác, quý khách hàng các dịch vụ, sản phẩm mà Top Ten đang đưa ra thị trường với chất lượng tốt nhất nhưng giá cả cạnh tranh, kèm theo đó là các chương trình khuyến mãi, các voucher giảm giá, thẻ thành viên, giúp cho Top Ten để lại ấn tượng tốt trong mắt quý đối tác và quý khách hàng. Làm hết sức, vui chơi hết mình. Ngoài những giờ làm căng thẳng và mệt mỏi, công ty du lịch Top Ten đã tổ chức các buổi dã ngoại du lịch cho toàn thể nhân viên trong công ty, giúp các thành viên trong công ty được ở gần nhau, hiểu nhau hơn và đoàn kết hơn để cùng đưa ra thương hiệu Top Ten Travel phát triển. Điển hình là buổi company trip tại Ninh Chữ vào tháng 11 vừa qua, toàn thể nhân viên đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau, cùng trải qua những điều thú vị và tinh thần đoàn kết cùng đồng đội được nâng cao. Đây là một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp cần được giữ gìn. Hãy đến với Top Ten để kỳ nghỉ của gia đình bạn và công ty bạn được trọn vẹn hơn. Welcome to Top Ten Travel.